Hello, xin chào toàn thể các bác, tiếp tục quay trở lại với kênh của em Lĩnh GBR Nam Định. Quay trở lại với clip ngày hôm nay, em Lĩnh tiếp tục lên sóng giới thiệu review cho các bác về một đôi loa mà đã làm cho tất cả anh em chơi audio trên toàn quốc rất là ưa thích các bác nhá. Về độ hay, độ chất cũng như là về form dáng thì trước mặt các bác đây đó là SRX715, một trong những đôi loa mà phải nói là đánh giá cực kỳ cao. Chất lượng cũng như là form dáng các bác nhá, rất là đẹp. Thì mỗi một sản phẩm trước khi đưa đến tay giới thiệu cho khách hàng, trước khi lên đường cho khách hàng, em Lĩnh luôn luôn phanh phui tất cả mọi thứ ra để cho các bác cùng kiểm định cũng như là luôn luôn ở một cái chế độ mở các bác nhá. Và hàng của em Lĩnh thì có sao em Lĩnh sẽ nói vậy. Đó, nên là các bác mua hàng thì yên tâm một điều rằng tất cả mọi thứ đã là hàng bãi thì em Lĩnh luôn luôn là bao cam kết cho các bác là hàng zin, hàng xịn với cho các bác nhá. Thì mọi thứ em Lĩnh phanh phui ra đây. Đây là hai chiếc e-căng các bác nhá. Đó. Và quan trọng nhất đó là gì? Những đôi loa, những quả súp thì quan trọng nhất vẫn là bên trong nội thất các bác nhá. Đó. Hàng hóa về ví dụ ở ngoại thất chúng ta có thể là tỉa tốt lại một chút, cái đấy là cái điều chấp nhận được. Đó. Nhưng quan trọng nhất đó là gì? Vẫn là nội thất các bác nhá. Giá trị cốt lõi của một đôi loa. Đó. Còn ví dụ mà nó đẹp hoàn hảo thì là giá trị nó sẽ cao hơn. Đó. Chúng ta có thể bỏ thêm ra 500, 1 triệu hay kể cả những sản phẩm nó cao hơn, kể cả là 2, 3 triệu cũng có các bác nhá. Cho nên là mọi sự so sánh thì nó đều là khập khiễng. Các bác đi mua, các bác chọn được những cái đôi loa mà nó siêu tầm, nó đẹp thì chúng ta có thể bỏ chi cái đồng tiền ra nó cao hơn một chút, nhưng nó cũng đưa lại xứng đáng với cái chất lượng các bác nhá. Thì đây là hai quả 2265HBL và Make in USA các bác nhá. Make in USA. Đó. USA. Thì đây luôn luôn muốn chia sẻ với các bác rằng chúng ta đi mua thì hãy cẩn thận và hãy là trang bị cho chúng ta những cái kinh nghiệm mà kỹ càng các bác nhá. Đây là những cái điểm mà em Lĩnh muốn chia sẻ sâu đến các bác là những quả bát zin bát xịn. Đó. Côn keo chỉ nhẹ nó phải là zin đét đèn đẹp các bác nhá. Đó. Nhiều bác thì cứ làm lại chuyết ra rồi, nhưng mà cứ lên kênh rồi là thế này thế nọ, nói này nói nọ, nhưng mà hàng không zin là chết dở luôn đấy nha các bác nhá. Ở trước sau gì là cũng phanh phui ra hết thôi. Đó. Ok các bác nhá. Xuất sắc này. Đây. Xuất sắc các bác nhá. Cực kỳ là đẹp này. Đó. Xuất sắc chưa? Đó. Từng lớp keo các bác nhá. Phơ riêng còn tím đen luôn. Đó. Rất chi tiết nha các bác nhá. Ok. Seri màng của quả này đâu? Đây seri màng đây các bác nhá. Đây là seri màng. Ok, sang quả thứ hai. Make in USA và đặc trưng này các bạn này, nhìn cái nước nhuộm nó còn sáng choang luôn. Đó. Những lớp màng còn ba khoang tím ngắt luôn này. Đó. Tím ngắt ba khoang luôn nhá. Xuất sắc. Và đây côn keo chỉ nhện các bác nhá, các bác đi mua hãy lưu ý. Và khi em Lĩnh đã quay cận cảnh mọi thứ, những cái đồ mà em Lĩnh review lên cho các bác thì luôn luôn cam kết với các bác là hàng zin xịn chuẩn chỉ 100% nhá, không có cái chuyện là làm lại với lại thế nọ thế kia đâu.
tất cả những sản phẩm mà em Lĩnh cung cấp ra từ trước đến nay mà các bác nào cứ phát hiện ra là không zin không xịn, các bác cứ quay trở lại cho em và em sẽ đền các bác đôi loa, rồi đền cho các bác cả 100 triệu. Các bác có nhà em Lĩnh còn bao nhiêu đôi loa em cũng tặng luôn cho các bác nhá. Và em Lĩnh xin phép được bỏ nghề luôn nếu các bác phát hiện ra em Lĩnh bán những cái hàng mà không phải là hàng zin, hàng xịn. Chứ đừng nói là hàng nhái, hàng fake. Em đã lên em bóc rất nhiều các đơn vị làm ăn gian dối rồi các bác nhá. Ở đây em đang tìm cái seri màng của con này đâu. À đây, seri màng của con này đây các bác nhá. Đó, seri màng đó. Đó. Ok các bác nhá. Đây là hai quả bát. Và đây phần tần Mỹ đây các bác nhá, phần tần Mỹ đây. Đó. Phần tần Mỹ nhá. Ngoài lớp bông tức là còn thành thép luôn này. Phần tần Mỹ đây các bác nhá. Đó. Sợi dây sợi rác này. Bông còn chặt tấm luôn này. Đó. Tiếp theo đó là hai cái tép mà cực kỳ là quan trọng các bác nhá. Rất nhiều bác là bị mất tiền oan rồi. Thì đây cũng lại là một lần nữa em Lĩnh chia sẻ này. 2431H. Đó. 2431H các bác nhá. Và đây. Đó, rất nhiều các bàn tay cầm đôi cầm mở tép lai rồi mà vẫn cứ bao zin bao xịn nha các bác nhá. Đó. Thì đây là một cái tép zin xịn, nó phải như này các bác lưu ý. Zin xịn nó phải như này các bác nhá. Đó. Ok, vẫn còn sáng bóng bảy màu và soi gương luôn này các bác này. Đó. Ok nhá, đây là cái thứ nhất. Đó. Cái thứ hai đây các bác nhá. Đó, bảy màu luôn. Và đây. Zin xịn nó phải như này các bác nhá. Các bác nhớ đấy, lưu ý này. Đây là một chiếc tép zin xịn. 2431H nó phải như này các bác nhá. À, soi gương luôn. Mọi thứ rất là ok. Đây mời các bác cùng ngắm nhìn thùng vách. Xuất sắc này. Xuất sắc nhá. Make in USA các bác nhá, make in USA. Đó. Make in USA. Chiếc thứ hai. Mọi thứ rất là ok các bác nhá. Make in USA. Ok các bác, đấy là tổng thể về một chiếc một đôi SGX715 mà em Lĩnh đã phanh phui tất cả mọi thứ về nội thất. Đó là những gì quan trọng nhất khi chúng ta đi xuống tiền mua một đôi loa bãi. Thì đôi 715 này tình trạng rất rất là đẹp các bác nhá. Bát thì tím đen bao khoang rồi, tép thì zin xịn và sáng choang rồi. Đó. Và bác nào có yêu mến em Lĩnh và thích sản phẩm 715 này thì hãy alo cho em Lĩnh qua số điện thoại em ghi ở góc màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video gần nhất. Xin chào các bác nhá.